Hello, em Trần Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả bà con cô bác nha. Hôm nay bên em lại tiếp tục về một con Isuzu Highlander, dòng xe sản xuất năm 2004, bánh gầm anh chị nha, lồng sơn phong dáng đẹp. Bên em cũng đưa qua công nghệ xử lý 4.0, làm đẹp toàn diện hết trên một chiếc xe rồi, toàn cát anh chị nha. Cản phía sau là nguyên bản theo xe rồi, dòng này là bánh gầm. Đây anh chị, hai cụm đèn nguyên bản theo xe luôn. Đồng sơn phong dáng đẹp. Xe này thì đã được chủ nhà sơn lại hết cả con rồi nha. Được cái nội thất đẹp lắm. Đây anh chị ạ. Mâm là nguyên bản theo dòng Isuzu nha. Là ốp chụp mâm là còn nguyên rim luôn nè. Bốn bộ tương đối được khá mới anh chị nha. Đồng sơn phong dáng của em nó đây. Hai bộ trước còn tương đối khá mới nè. Hai bộ trước được 80% nè anh chị. Mâm là mâm đúc nè. Gầm bề ở trong nè. Đó, phần gầm là không một màu đâu. 2004 16 năm rồi. 16 năm trôi qua rồi. Hai cụm đèn vuông nguyên bản theo xe luôn. Máy Isuzu máy 2.5 anh chị nha. Con này mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nằm tầm 6 lít thôi anh chị ạ. Isuzu siêu tiết kiệm nhiên liệu dầu cho bà con luôn. Mặt ca lăng trước hai chữ Isuzu đây. Đó, phong dáng đẹp chưa? Rất liền lạc, không có dấu hiệu đâm ve hoặc là cấn đụng như chiếc xe đâu. Bà con bác mua về chạy thôi, xe chính chủ. Ngày đăng kiểm tháng 11 năm 2020 nha. Đây anh chị, nội thất nè, được cái nội thất sáng tài lắm. Ghế nè, ghế là chủ nhà bọc lại toàn bộ, ghế mới cho em nó hết toàn bộ rồi. Đây là phần học con ngựa nè. Dòng xe này gầm cao bánh lớn, tiết kiệm nhiên liệu. Bà con mua về đi đồi núi sông suối rất là ok. Xe không có khoan đục, không có dịch vụ đâu nha anh chị nha. Đây nè. Đó, những cái vân gai trên phần tắp lô tắp bi nè, sạch sẽ vô cùng. Bốn cánh cửa đẹp nha. Ghế nè, ghế khá là sạch sẽ trên chiếc xe luôn. Trần là trần da nha, ba dàn lạnh, một trước hai sau. Người ngồi sau không có cảm giác bị nóng đâu. Màn hình cam da có đầy đủ cho bà con cô bác rồi. Từ phần tắp bi cửa ra rất là liền lẹt nè, không có dấu hiệu đâm va cấn đục. Đưa qua bên công nghệ dọn dẹp làm đẹp hết toàn bộ rồi. Đây anh chị à, những sóng gân nè, rất là mượt anh chị thấy không, những sóng gân nè, không có dấu hiệu là bị xét rỉ hay là bị móp méo trên chiếc xe nhá. Bề gác chân luôn nè anh chị nè. Đó, bề gác chân của Isuzu luôn nè. Bốn cánh cửa tương đối là đẹp nhá. Đây anh chị nè, bốn cánh cửa những cái vân gai trên phần tắp bi tắp lô nè, sạch sẽ vô cùng. Giá tiền hợp lý đến tay người sử dụng luôn. Anh chị lấy về chạy thôi. Keo chỉ trong nách đó, bà con xem nè. Đó, keo chỉ trong nách nè. Không có bị đâm ve, không bị móp phân chỉ nào đâu nha. Xe sạch sẽ rồi. Đây là phần tắp bi bên bên tài nè. Ghế sạch sẽ chưa? Đó là phần ghế nè anh chị. Sạch sẽ không dấu hiệu bị rách rưới nhá. Gấp. Anh chị có thể gấp ghế lại nè. Đây gấp ghế lại nha bà con. Băng sau nè. Băng sau sạch sẽ vô cùng. Rin nồi luôn nhá. Đó, tương đối là sạch sẽ anh chị thấy không? Trần nè, ba dàn lạnh nhá, một trước hai sau, thoải mái, người sau không bị nóng luôn nhá. Đây là phần lót sàn là sạch sẽ nha anh chị, không dưới thì đâm ve cấn đụng hai bên lường nè. Dòng này hết sơn rin rồi, xe có sao chuẩn anh báo thẳng báo chuẩn nhá. Được cái chiếc máy ngon lắm. Đó, phong dáng của con Isuzu Highlander bánh gầm nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác. 49A07294 nha. Đây là phần cửa phía sau nè, từ phần tay nắm nè, hai loa chủ nhà nó ốp giả gỗ nhìn téo téo, keo chỉ trong nách anh chị coi nè. Đó, đây là phần nách cửa đây nè, mười mấy năm chưa qua rồi. Hai bên là không có dấu hiệu đâm vai cấn đục nha. Đinh bấm nguyên bản nguyên thủy theo con Isuzu Highlander luôn. Hai bên là keo chỉ từ trên xuống dưới nè, đẹp như nhau anh chị nha, không dấu hiệu đâm va móp méo đâu. Giá tiền hợp lý đến với tay người sử dụng luôn. Đây là từ những con tán bản lề nè, không dấu hiệu được khui ra chỉnh lại đó. Dòng này gầm cao bánh lớn anh chị, đi đồi núi sông suối rất là ok nhá. Lấy về là chạy thôi. Bên em dọn dẹp hết toàn bộ cho bà con cô bác rồi. Ngoài ra bà con cô bác chẳng phải làm thêm một bất cứ một khoản gì nữa đâu.
nhiều xe, nhiều sự lựa chọn khác nhau để có thể sử dụng luôn bà con. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Đây nè, đây là phần tắp bi nè, rin chưa? Đó, phần tắp bi là những cái vân gai, keo chỉ lóc khóa cho em an toàn. Còn nguyên bản luôn anh chị ạ. Lót sàn sạch sẽ lắm nhá. Đó, đây là phần keo bốn cánh chỉ nè, bốn cánh chỉ trong nách cửa nè, không mất một phần nào luôn, không có dấu hiệu đâm vai cứng đụng như chiếc xe đâu. Có những anh chị đam mê về dòng gầm cao bánh lớn này thì alo cho em, con này dẫn động cầu sâu anh chị nhá. Tắp bi nè, bốn cánh cửa tắp bi đẹp như nhau nha, bốn cánh chỉnh điện luôn, keo chỉ từ trên xuống dưới nè, đẹp như nhau nha bà con. Hai bên nè, hai bên là những sóng gân nè, không dưới được đâm va bên phần thân trụ. Vô lăng 4 trống nha, vô lăng nguyên bản của Isuzu Highlander luôn. Máy đề cái nổ rồi, 436.117 km rồi nha, tua máy rồi. Đó, mọi thứ chức năng là trợ lực lái, ngồi một chỗ sau lăng nhẹ tưng. Đèn còi, máy êm ru, máy lạnh nè, đóng máy lạnh phải có lạnh rồi nha anh chị nha. Hai dàn lạnh nè, ba dàn lạnh luôn, một trước hai sau. Trang bị cho em nó là đầu CD nghe nhạc. Con này trang bị có màn hình cam dê ở trên đây nè, thích hợp là chủ nhà lên rồi, bà con có bác mua về là chạy thôi. Đây là cục thắng tay nguyên bản của Isuzu nè, con số nè anh chị coi nè, cụ số nó còn rõ ơi là rõ luôn, không dấu hiệu bị phai mờ. Máy êm lắm, từ phần tắp bi rin nồi heo xe luôn nhá anh chị. Có phần tắp bi tắp lô nè, đó tắp bi tắp lô nè, những cái đinh bấm nè, đinh bấm nhựa còn nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, không có dịch vụ đâu nha anh chị nha. Không khoan đục, không dịch vụ, bao cứng đục gầm nước cho toàn thể tất cả các bà con cô bác luôn. Đó, tổng quan phần nội thất của con Isuzu Highlander đó. Con này bánh gầm liền lẹt chưa? Rất là liền lẹt. Máy đang hoạt động. Hai cụm đèn nè, hai cụm đèn thủy tinh nguyên bản theo nhà sản xuất nhé. Mạc tem nè, mạc tem cho nắp cabo nè, không một dấu tích là đâm vai cấm đục luôn nha anh chị nha. Đó, cho nắp cabo đó chị thấy không, biểu tượng mạc tem của Isuzu nè, còn in hàng luôn. Hai bên nè, keo chỉ không mất phân nào luôn chị ạ. Dọn đẹp hết rồi, 16 năm trôi qua mà bên Trường Anh dọn được cái cục máy cỡ này phải gọi là quá đẳng cấp chứ. Dọn lên cục máy thì nó rất là sạch sẽ anh chị nha. Đây là máy Isuzu anh chị ạ, máy 2.5 nha, dòng này chưa có turbo đâu. 204 số tự động với có turbo nha, và cuối đời 207 co tum với có turbo anh chị nha. Hai bên lường không dấu tích là đâm vai cứng đục như chiếc xe nè, đẹp như nhau. Dàn trước nguyên bản của em nó rồi, máy đang hoạt động đây, nổ êm máy cực kỳ, riêng máy bên Trường Anh bao anh chị chạy không phải lo nhé. Chấp chưa đấy, chị thấy chấp chưa, lên ghe nào là chắc ra đó luôn nha, êm lắm. Con này sử dụng dây cola cam đôi anh chị nha, đẹp tuyệt vời luôn. Nảy cách nhiệt nguyên bản theo xe luôn, máy móc đang hoạt động, nổ êm ái vô cùng, êm ru, xe liền lẹt sạch sẽ luôn anh chị nha, không một dấu tích là đâm vai cấm đụng cho bà con cô bác đâu. Đó, anh chị lấy về anh chị cho biết chạy thôi. Phong dáng của con Isuzu Highlander đó, trên nắp cabo rất là đều đặn, rất là thẳng thớm.
Đây là phần nội thất nè anh chị nè. Nội thất đẹp không? Sạch sẽ. Nội thất cực kỳ là sáng tài nhá. Sạch sẽ vô cùng từ phần ghế nè. Mới tinh nè, trần nè. Bay dần lạnh luôn chị. Mẹt tem nguyên bản thông số nè, hai bên phần thân trụ nè, còn nguyên bản luôn. Sàn là sàn nỉ đã được chủ nhà tích hợp bọc lại toàn bộ da dưới sàn rồi nhá. Đó, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Đam mê mẫu này thì alo cho em. Nhiều xe, nhiều sự lựa chọn khác nhau nhá. Em quay luôn phần gầm cho bà con cô bác cùng trải nghiệm nhá. Phần gầm nè. Cái gầm 2.4 mới không? Cục máy nè. Cục máy rất là khô réo nè, chỉ có phần gầm nè. Đó, phần gầm mới tinh nè. Đó, bà con thấy chưa? Phần gầm là không có dấu hiệu là bụng bọt đâu nhá. Dòng này dẫn động cầu sau đây. Đó, chụp lép cầu sau là anh chị coi phần gầm nè. Không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Bô mới tinh nè. Đây là phần bô nè. Đó, bà con thấy mới chưa? Đó, gầm bệ của em nó nè. Mới tinh chứ. Đây anh chị, cục máy nè. Cục máy rất là khô réo luôn nha. Đam mê dòng này thì alo cho em. Đó, những anh chị nào mua về đi rừng, đi rẫy, đi đồi, đi núi rất là ok nha. Và đặc biệt hơn là tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác. Một mẫu xe khá là nhiều người tìm đến luôn. Đó, phong dáng của con Isuzu Highlander đó. Đẹp chưa? Giòn hết rồi. Tích hợp ở trên là có cản ma ga nè. Để anh chị đi, anh chị có thể chứa đồ đạc, chở đồ đạc nha. 4 vỏ, 2 vỏ trước mới tinh nè. Hai vỏ trước mới 80% nè anh chị nè. Đó, chị thấy vỏ trước không? Vỏ trước là mới 80% luôn. Mâm đúc biểu tượng của Isuzu nè. Còn nguyên rim luôn. Gầm bề phía trong nè. Từ những cái đinh bấm nhựa nè anh chị coi nè. Nó còn nguyên bản cỡ này đó. Không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Bà con có bác lấy về và con có bác chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nhá. Xa xa ở cuối chân trời có con Isuzu Highlander đứng chờ tại salon nhá. Đẹp chưa? Dọn hết rồi. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp, máy êm. Bà con mua về chạy máy bao anh chị chạy luôn nha. Hai cụm đèn nè. Hai cụm đèn mới len keng luôn anh chị nè. Không có vết chày luôn anh chị, hai cụm đèn không? Biểu tượng bộ tem của Xgen Isuzu Highlander. Đó, đam mê mẫu này thì alo cho em. Bên em còn nhiều xe, nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng nhá. Em vừa về con dây nè. Dây DX lên GL nè. Anh chị nào đam mê mẫu này không? Đây là DX lên GL đời 2005, đời khá là cao nhé. Đời là đèn lớn, đèn mắt liếc rồi nha anh chị nha. 78E02564. Đó, phong dáng của con dây đây. Dây DX lên GL, nội thất siêu cọp luôn. Vừa mới về tức thì. Đồng sơn đẹp, phong dáng đẹp. Giá coi trăm mấy rồi. Rẻ bèo, đời khá là cao. Màu vàng két luôn anh chị ạ. Nội thất anh chị coi nè. Nội thất nhìn sáng tài chưa. Từ phần bề ghế là nguyên bản theo xe luôn. Đó, vô lăng là vô lăng 3 chấu của Toyota nhé. Một thương hiệu khá là nổi tiếng. Màn hình cam da đầy đủ rồi. DX nè. DX là lên dàn lạnh nè. Đây là dàn lạnh lên anh chị nha. Còn GL là dàn lạnh rim cho xe, anh chị nhìn vô nó khác liền rồi. Đó, dòng xe cũng đã qua sử dụng rồi, 2005, 15 năm trôi qua rồi. Chất xe nó còn đẹp lắm. Máy móc thì bền bỉ qua thời gian và năm tháng luôn. Mâm nè, chủ nhà lên mâm rồi nè. Anh chị thấy mâm lên không? Hiện tại xe nó như con trâu cầy á, bụi rồi đất rồi tùm lum. Xíu nữa đưa qua công nghệ làm đẹp luôn. Đưa hết. Ghế nội thất sạch sẽ vô cùng nha. Đó, xe chưa dọn mà nhìn nói chung là còn máy móc nội thất là nhìn còn tương đối là đẹp luôn. Trang bị phía sau là màn hình gối đầy đủ trên con xe rồi nè. Phía sau là có hai màn hình gối rồi nè. Tắp bi của DX nè. Đó, bà con cô bác mua về chạy thôi.
màu vàng két nhé, đời 2005. Dây hai cụm đèn phía sau nè, hai cụm đèn phía sau chủ nhà thay nè, mới ken xà beng luôn, không dưới thì xước. Dây DX lên GL, lên vàng lạnh, đầy đủ cho bà con rồi, bà con mua về chạy thôi. Đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh mẫu đó nhé. Em còn nhiều xe giá tiền khác nhau đến với tay người sử dụng luôn. Bên em có hai con Isuzu Highlander, một con 204 bánh gầm và một con 207 bản Cotum. Bản Cotum chưa có turbo nha, cuối đời 207 Cotum mới có turbo. Phân biệt rõ cho Trần Anh. Mặt ca lăng khác nè, mặt cản khác, đèn lớn, đèn mắt liếc tuyệt đối luôn. Anh chị màu cacao. Isuzu Highlander là một thương hiệu khá là nổi tiếng và đặc biệt hơn, nhà sản xuất đánh vào tâm lý là đặc biệt, máy cực kỳ bền. Và cái thứ hai là siêu tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác, bền bỉ qua thời gian nhé. Mặc dù thời gian đã trôi qua đi nhưng em Isuzu vẫn mạnh mẽ, vẫy vùng giữa một bầu trời đầy giống bão nhé. Tuyệt vời chưa? Hai con, một con 207, một con 204. Con 207 thì bên Trần Anh bán giá là mua 265 triệu bớt 10 triệu còn 255 triệu. Anh chị mua bớt luôn 250 triệu, rẻ chưa? 207 anh chị nhá, 49 luôn. Và Ford Everest sản xuất 208, cuối 208, con này có bù ga, chạy nhẹ như ga điện, có dù rồi nha anh chị nha, chạy đầy đủ rồi. Ford Everest hồng phấn anh chị ạ, à, đẹp len ken luôn, giá cực kỳ rẻ, 295 triệu rẻ không? Bà con thấy chiếc xe bên Trần Anh dọn đẹp nè, và hai giá kẻ Trần Anh bán cho bà con cô bác, giá hợp lý luôn. Xe chính chủ vừa túi tiền đến bà con cô bác nha, vẫn là đèn vuông, đời 208 có bù ga rồi nha, chạy sướng như ga điện anh chị nha. Đó, phong dáng con Ford Everest, một dòng xe truyền thuyết đến từ Mỹ nhá. Đẹp lắm, nội thất ở trong nè, tuyệt vời luôn. Nội thất ở trong là không chê. Xe này Trần Anh cũng đưa qua công nghệ dọn dẹp, làm đẹp hết toàn bộ trên chiếc xe rồi. Đến tay anh chị mua về anh chị chạy, không phải làm hay bất cứ một khoản gì hết. Xe chính chủ, giấy tờ, ký giấy đầy đủ cho bà con mua đúng nhẹt. Đó, phong dáng con Ford Everest đó. Đam mê mẫu nào alo cho em. Yoli 60E 690 20 205, giá cực kỳ rẻ, 160 triệu bớt 10 còn cho 50. Đời 205 vàng két, đẹp xuất sắc luôn nha bà con. Giá quá hợp lý rồi, bên Trần Anh cũng dọn đầy đủ cho bà con cô bác rồi, không thiếu bất cứ một khoản gì nhá. Không thiếu bất cứ một khoản gì đâu. Lấy về là chạy thôi, hai cụm đèn mắt liếc nguyên bản theo xe luôn, biểu tượng của Đài Bàn Đông Nam Á nhá. Vẫy vùng, tung cánh bay trên mọi cung đường Việt Nam, trên mọi tỉnh thành luôn. Ở nơi đâu có đường là ở nơi đó có chàng dũng sĩ Yoli Mitsubishi, thương hiệu khá là nổi tiếng anh chị ạ. À, đây anh chị, Hyundai Avante sản xuất năm 2003. Đây là mẫu xe gia đình, chất xe lướt bên Trần Anh Auto đây. Đời 23, bên Trần Anh bán 295 triệu, không còn giá đó nữa. Không còn giá đó nữa thì hôm nay chỉ còn giá 280 triệu thôi. Đó, bà con nào đam mê mẫu nào thì alo cho em. Nhiều xe, nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng nhé. Biểu tượng mặt ca lăng của Hyundai nè, 79 cánh hòa, thành phố tôi yêu nhé. Hai cụm đèn trước nhìn rất là dữ dằn, dữ vô cùng. Hyundai là một nhãn hàng thương hiệu của Hàn Quốc. Kia cũng là một nhãn hàng thương hiệu của Hàn Quốc anh chị nhé. Đẹp tuyệt vời. Mỗi mẫu xe cho ra từng đời xe, nhiều màu sắc, nhiều phong cách khác nhau, nhiều phong dáng khác nhau, mang lại cho anh chị có nhiều sự lựa chọn khác nhau trong cuộc sống luôn. Kia Morning cũng là một thương hiệu của Hàn Quốc. Năm 2016, SI ABS, máy 1.25 số tự động, màn hình full option, đồ chơi trên chiếc xe rồi. Đẹp len ken xà beng luôn, đẹp ngất ngây mùa thu xanh luôn, màu đỏ bọc đô nhẹ nhàng dưới ánh nắng ban mai của một buổi sáng tại trung tâm thành phố Bảo Lộc nha anh chị nhá. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ nhá. Bảo Lộc tím chiều hoàng hôn xóa mờ. Và Hyundai Tucson của Trần Anh đây, anh chị thích thì gã luôn. Tucson này thì bà con đừng có hỏi Trần Anh có bị cứng đụng tông va gì không nha. Xe này là xe cọp của em á. Mọi thứ chức năng hoạt động rất là ok trên chiếc xe luôn. Tucson máy 1.6 turbo năm 2018. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp cuối năm 2018, đầu năm 2019 anh chị nha. Form mới hết toàn bộ rồi, đẹp len ken xà beng luôn.
Chế độ thông minh mở cốp điện tự động, nhận diện chủ nhân đầy đủ các kiểu con đà điểu trên cuộc đời này luôn. Gương tự gập tự mở, rất là nhiều thứ. Đam mê mẫu nào thì alo cho em mẫu đó nhá. Dây nè, bên vẫn có nè. Dây đít lên GL nè. Isuzu Highlander có luôn. Con này bên Trần Anh bán giá 170 triệu con Isuzu Highlander này nhá. Anh chị nào mua bớt 10 triệu luôn. Chơi sốc nữa. Rẻ không? Xe dọn dẹp đẹp hết rồi. Đến tay bà con cô bác, và con cô bác mua về chỉ việc chạy thôi. Ngoài ra chả phải làm thêm bất cứ một khoản gì hết. Giảm giá hết rồi. Đó, báo giá hết từng con xe rồi nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo. Trần Anh chúc anh chị có một buổi sáng an vui và hạnh phúc bên gia đình. Forever, mãi mãi một tình yêu my love anh chị nha. Em see you again ạ.